Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau. Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng việc xây dựng lại chung cư cũ xây trước năm 1975. Băng giá xuất hiện khá dày đặc trên các đỉnh núi ở các tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Bắt quả tang đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển trái phép 21 kg ma túy qua biên giới. Chợ Giáng sinh Strasbourg, nước Pháp dự kiến vượt 2,8 triệu lượt khách tham quan. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng lại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn. Thành phố hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, trong đó có 16 chung cư cấp D, hư hỏng nặng, nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. 4 chung cư cấp D được tháo dỡ hoàn toàn. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch cải tạo, xây mới 237 chung cư cũ, nhưng đến nay mới chỉ đạt hơn 1% mục tiêu với 2 dự án được thực hiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng hướng dẫn quy định về pháp luật nhà ở đối với các nội dung thuộc về nhà chung cư nhiều tầng như hệ số K, bồi thường, xác định giá trị căn hộ được bồi thường trong trường hợp người dân nhận tiền tự lo nơi ở mới. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân các quận và thành phố Thủ Đức thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc phê duyệt dựa trên phương án do chủ đầu tư lập và đã hoàn tất các thủ tục theo quy định. Chỉ 9 tháng đầu năm 2023, hơn 78.600 trường hợp bắt lao cắt thể đã được phát hiện, tăng 32,3% so với năm 2021, năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19. Đây là con số được đưa ra tại tổng kết chương trình chống lao quốc gia năm 2023 diễn ra hôm qua. Thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm 2023, có thêm 2.764 bệnh nhân lao đa kháng thuốc được phát hiện, cao gấp 44% so với năm 2021. Các chuyên gia cũng cảnh báo, vẫn còn gần 50% số ca mắc lao mới và tái phát còn tiềm ẩn trong cộng đồng, chưa được phát hiện. Sự thay đổi về cơ chế chính sách đối với việc cung ứng thuốc lao từ nguồn ngân sách nhà nước gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống cung ứng thuốc của chương trình chống lao quốc gia. Thuốc còn tồn ở các địa phương thường có hạn sử dụng ngắn, trong khi các địa phương chưa được phê duyệt mua sắm thuốc cho đối tượng bệnh nhân lao không có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân lao tại các cơ sở chưa đủ điều kiện thanh toán nguồn bảo hiểm y tế. Trong năm tới, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các địa phương trong việc quản lý điều tiết sử dụng thuốc chống lao để đảm bảo có đủ thuốc sử dụng cho người bệnh. Đẩy mạnh phát hiện chủ động tại cộng đồng, phát hiện tích cực tại cơ sở y tế, tăng cường vai trò của hệ thống y tế cơ sở. Tại Yên Bái, từ sáng qua, băng giá đã xuất hiện khá dày đặc trên các cành cây ngọn cỏ trên đỉnh núi tại đỉnh Trống Báo Sang, xã La Bán Tẩn. Hiện tượng băng giá đã thu hút một số người dân đến xem và chụp ảnh. Trống Báo Sang là đỉnh núi có độ cao trên 1.500m, nên hàng năm cũng thường xuyên xuất hiện băng giá tại đây. Để bảo đảm tốt cho đàn gia súc không bị ảnh hưởng do rét đậm rét hại, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ngành phối hợp với các xã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động nuôi nhốt gia súc, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, vận động người dân làm tốt công tác phòng chống rét cho người già và trẻ em. Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường giữ ấm cho học sinh và cho các em học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống quá thấp. Băng giá bao phủ một số đỉnh núi cao của thị xã Sapa và huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vào trưa ngày 22 tháng 12, tạo nên hình ảnh thiên nhiên kỳ thú hấp dẫn du khách. Tại huyện Bát Sát, băng giá cũng đã xuất hiện vào khoảng 10 giờ cùng ngày trên đỉnh núi Lão Thẩn, Kỳ Quan San và Nhiều Cô San. Hiện không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, đặc biệt là những vùng núi cao như Sapa, Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai. Đêm 22 tháng 12, vùng thấp nhiệt độ duy trì ở mức dưới 15 độ C, vùng cao trong khoảng 5-7 độ C, Sapa từ 1-3 độ C. Trúng đậm lộc biển trong những chuyến ra khơi dịp cuối năm, người dân xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đang rất phấn khởi khi có thêm nguồn thu nhập. Hơn một tuần qua, tại khu vực biển Nhân Lý, rất đông tàu cá ra vào bán rút, không khí rất nhộn nhịp. Theo người dân, thời điểm này rút xuất hiện dày đặc. Bằng kinh nghiệm, họ có thể xác định khu vực rút di chuyển. Mỗi tàu dễ dàng thu hoạch được 2-3 tạ rút chỉ sau vài giờ đồng hồ đánh bắt. Chung là cũng mừng chứ, tại vì mùa đông người ta cũng kẹt mùa tiêu rồi này kia cái nọ, gạo không nữa. Nên là người ta chỉ chuộng cái mùa rút, nhờ cái mùa rút cứ tết rồi mua đồ. Hiện tại mùa két rút 10-13 kg có giá thu mua tại chỗ từ 250-350 ngàn đồng, tùy theo chất lượng.
Mỗi tàu thu nhập bình quân từ hơn 5 triệu đến gần 8 triệu đồng một chuyến. Chính vì vậy, ngư dân liên tục bám biển để săn ruốc. Mùa ruốc thường kéo dài khoảng một tuần. Ngư dân xem đây là lộc biển nên tranh thủ vươn khơi để kiếm thêm thu nhập. Ngày 21 tháng 12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nà Mèo, lực lượng thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa tiến hành bắt quả tang đối tượng Công Vang Siong, sinh năm 1987, quốc tịch Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bánh nghi là heroin, 22.400 viên thuốc dạng nén nghi là ma túy tổng hợp, 12,1 kg nghi là ketamine. Tổng trọng lượng tang vật kể trên khoảng 21,1 kg. Một khẩu súng ngắn, 100 viên đạn và một số tang vật khác được ngụy trang cất giấu trong xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát Lào LH8399. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Công Vang Siong khai nhận tang vật kể trên là ma túy các loại. Hiện lực lượng đánh án đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội và tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ. Bị truy đuổi sau khi trộm xe máy, hai tên trộm dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân để tẩu thoát, nhưng một tên bị tóm gọn. Ngày 21 tháng 12, Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Viết Duẩn, 36 tuổi, quê Nghệ An, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy xét tên đồng bọn. Trước đó, sáng cùng ngày, đối tượng Duẩn cùng đồng bọn trộm chiếc xe máy tại một công ty trên đường Nguyễn Thị Chạy, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An. Bất ngờ chủ nhà phát hiện nên bung cửa đuổi theo, đồng thời tri hô. Nghe hô hoáng, người dân địa phương cùng nhau lao ra đường vây bắt bọn trộm. Lúc này Duẩn và tên đồng bọn đã xịt hơi cay về phía người dân, hòng trốn thoát. Nhưng Duẩn đã bị khống chế, riêng tên đồng bọn đã tẩu thoát. Đối tượng sau đó được công an phường Tân Đông Hiệp tới đưa về trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra. Chỉ trong một đêm, 4 đối tượng đã thực hiện liên tục 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Chiều ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt giữ cả 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản. Các đối tượng này là Trần Ngọc Vĩ, sinh năm 1991, Trần Hồng Nhật Hào, sinh năm 2005, Hứa Điền Nghĩa, sinh năm 2002 và Thạch Dương, sinh năm 2003, cùng trú tại thành phố Sóc Trăng. Trước đó, vào khuya ngày 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 12, các đối tượng thực hiện liên tục 6 vụ cướp và cướp giật tài sản, lấy của người đi đường 5 điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng và số tiền 4 triệu 350 ngàn đồng. Theo điều tra từ cơ quan công an, chỉ tính từ ngày 18 tháng 12 đến nay, các đối tượng này đã thực hiện hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, Long Phú và Trần Đề. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trưa qua, ngọn lửa bốc lên từ một nhà kho rồi cháy lan. Nhiều người dân tại gần hiện trường ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tham gia dập lửa nhưng bất thành. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 15 phút, nhiều người dân ở quanh khu vực phát hiện lửa và khói bốc lên từ một căn nhà kho. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan sang nhiều căn nhà đang kinh doanh, buôn bán ở liền kề. Do không thể dập lửa nên vụ việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Tân Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Không có thương vong về người nhưng nhiều đồ đạc trong các căn nhà liền kề bị lửa thiêu rụi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tiếp theo, đá quý nhân tạo đang góp phần làm giảm khí thải ô nhiễm môi trường. Galicia, địa phương xuất khẩu hải sản lớn nhất châu Âu, bị ảnh hưởng vì tỷ lệ sò nghêu chết cao bất thường. Nhờ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, những món trang sức đắt tiền như là đá quý, vốn chỉ chờ thiên nhiên ban tặng, thì giờ cũng đã được ra đời trong các phòng thí nghiệm với mức giá rẻ hơn đến 80%. Không chỉ vậy, kiểu chế tạo đá quý này cũng đang góp phần làm giảm khí thải ô nhiễm môi trường. Nhà thiết kế Annabella Chan đang kiểm tra những viên đá kim cương được phát triển trong phòng thí nghiệm về đường cắt, độ trong, cara và màu sắc. Chúng đều hoàn hảo, không khiếm khuyết.
Tôi đã từng đi đến Sri Lanka thăm các mỏ đá quý địa phương. Khi thấy điều kiện làm việc của người lao động và mức lương bèo bọt của họ, tôi bắt đầu nghiên cứu các vật liệu thay thế. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra những món đồ trang sức cao cấp đẹp đẽ, xứng đáng trên thảm đỏ mà không cần sử dụng quá trình khai thác này? Thị trường đá quý từ phòng thí nghiệm đang nở rộ những năm gần đây với mức tăng trưởng hàng năm là 20% và lợi nhuận toàn cầu ở mức 15 tỷ đô la Mỹ. Việc tạo ra đá quý từ phòng thí nghiệm cũng thu hút sự chú ý khi giúp giảm các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống. Những viên kim cương từ phòng thí nghiệm có lượng khí thải CO2 chỉ bằng 5% lượng khí thải trung bình khi khai thác một viên kim cương tự nhiên. Hiện nhu cầu mua kim cương từ phòng thí nghiệm đang tăng lên tại Mỹ với 85% doanh thu toàn cầu đến từ thị trường này. Hôm qua, Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp và Động vật Hoang dã Quốc gia Peru cho biết, nhà chức trách nước này đã phát hiện và thu giữ hơn 4.000 con rùa sống có nguồn gốc từ rừng Amazon. Các nhân viên thuộc cơ quan này đã kịp thời thu giữ hơn 4.000 cá thể rùa tại sân bay quốc tế Jorge Chavez của Peru khi số rùa này chuẩn bị được đưa sang Indonesia. Những con rùa Aron, loài rùa nước ngọt lớn nhất ở vùng Nam Mỹ và rùa đốm vàng nước ngọt được giấu trong các hộp nhựa nhỏ, trong suốt, bên trong hộp cát tông. Cả hai loài rùa này đều nằm trong phụ lục 2 của Công ước Quốc tế chống buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES, yêu cầu việc theo dõi và quản lý buôn bán nghiêm ngặt. Riêng rùa đốm vàng là rùa nước ngọt lớn thứ hai ở Amazon đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đưa vào danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, thị trường chợ đen buôn bán động vật hoang dã trị giá lên tới 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và đang khiến cho nhiều loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hàng tấn động vật có vỏ chết tại Galicia, phía tây bắc Tây Ban Nha, địa phương xuất khẩu hải sản lớn nhất châu Âu, khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đang đến gần. Tỷ lệ sò nghêu chết cao đến mức báo động, bởi đây là nguồn sinh sống của 4.000 ngư dân nơi đây. Nhiều ngư dân cho biết, trong 42 năm đánh bắt động vật có vỏ, họ chưa bao giờ thấy một năm tồi tệ như vậy. Theo các công ty thu mua hải sản, tỷ lệ nghêu sò chết đã lên tới 60-80% trong những tuần gần đây, trên một số bãi biển và một số cửa sông. Sò và trai rất được người Tây Ban Nha và người dân các nước châu Âu ưa chuộng, đặc biệt là vào thời điểm Giáng sinh và năm mới. Nguyên nhân là do độ mặn của nước thấp bất thường, một hiện tượng do lượng mưa lớn vào tháng 10 và tháng 11 trong khu vực, đồng thời cũng là nhiệt độ nước biển cao bất thường vào cuối năm được đánh dấu bằng nhiều đợt nắng nóng. Alfonso Villares, người chịu trách nhiệm về các vấn đề hàng hải Galicia, đã cam kết vào cuối tháng 11, sẽ yêu cầu nhà nước Tây Ban Nha ban hành tình trạng khẩn cấp ở những khu vực bị ảnh hưởng. Ông lập luận đây là một tình huống thật sự đặc biệt, đồng thời cam kết trong một phiên họp trước Quốc hội khu vực là thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến ngành để giúp đỡ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngày 21 tháng 12, nhiều người đã đổ xuống đường phố ở Toronto, Canada để ăn mừng ngày Đồng Chí, hay còn được biết đến là ngày có ít ánh sáng mặt trời nhất trong năm. Những người diễu hành muốn xua tan những u ám trầm mặc của cái ngày có đêm dài nhất trong năm. Cuộc diễu hành buổi tối kéo dài 3 giờ qua khu chợ Kensington của thành phố với ban nhạc trống và dàn vũ công. Những con rối khổng lồ cùng các nghệ sĩ trong trang phục hóa trang, chủ yếu mô tả mặt trời hoặc các sinh vật thần thoại. Bạn biết đấy, đây là đêm dài nhất. Một số người có thể sẽ cảm thấy tối tăm và chán nản. Vì thế chúng tôi muốn thổi bùng lên sự tích cực bằng ánh sáng. Tất cả đều là về ánh sáng, sự tích cực và niềm hy vọng. Sau ngày 21 tháng 12, mặt trời sẽ bắt đầu lặn muộn hơn vào buổi tối và mọc sớm hơn vào buổi sáng ở Bắc Bán Cầu. Tới đỉnh điểm là ngày dài nhất là vào ngày Hạ Chí vào tháng 6. Còn tại Stonehenge ở hạt Wiltshire của Anh, nhiều người đã tụ tập để ăn mừng ngày Đồng Chí vào buổi sáng. Địa điểm này mỗi năm đều thu hút nhiều du khách cũng như các nhà nghiên cứu tâm linh đến vào cả ngày Đồng Chí và Hạ Chí. Chợ Giáng sinh truyền thống Strasbourg tại vùng Alsace của miền Nam nước Pháp đã thu hút hàng triệu du khách, dự kiến vượt con số kỷ lục ghi nhận vào năm ngoái là 2,8 triệu. Điểm đặc biệt thu hút khách chính là 300 căn nhà gỗ trải khắp trung tâm thành phố Strasbourg. Kết quả về số lượng khách tham quan sẽ chỉ được biết vào tháng Giêng, tuy nhiên chắc chắn thành phố sẽ đạt con số lịch sử về lượng người tham dự. Doanh thu dự kiến sẽ tăng từ 15-20% so với năm ngoái. Nhưng điều gì cũng có hai mặt, ngay cả những người buôn bán cũng lè lưỡi vì số lượng khách quá tải.
Nhiều người xếp hàng cả tiếng rưỡi chỉ để mua một cái bánh kép hoặc rượu ngâm. Còn tại Bỉ, trong dịp lễ Giáng sinh này, quảng trường Crown Palace huyền thoại ở Bruxelles mang đến cho người qua đường và khách du lịch một cảnh tượng đầy màu sắc. Đối với Ấn Bản năm 2023, nghệ sĩ Leilani Show đã tạo ra một chương trình 360 độ phản ánh đầy đủ về lịch sử, văn hóa và các lễ hội đặc sắc. Khu Brooklyn, thành phố New York, Mỹ rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh. Trang trí nhà trong dịp này là một trong những hoạt động nghỉ lễ yêu thích của người dân nơi đây. Nhiều gia đình cho biết việc đưa con cái tới đây ngắm đèn Giáng sinh là truyền thống, truyền từ đời ông bà, cha mẹ rồi đến con cái. Người dân New York cho biết, du khách đến đây dịp này thì không nên bỏ qua việc tham quan những ngôi nhà rực rỡ sắc màu trong làn mưa rơi lất phất. Những người thợ làm bánh ở thành phố New York, Mỹ đã cùng tranh tài trong một cuộc thi làm bánh gừng, loại bánh truyền thống dịp Giáng sinh. Các tác phẩm gây ấn tượng nhờ thiết kế độc đáo, tái hiện các địa điểm nổi tiếng của thành phố bằng bánh gừng. Cuộc thi mang tên The Greg Burrow Bake Off được tổ chức tại bảo tàng thành phố New York. Các thợ làm bánh chuyên nghiệp và nghiệp dư đã tạo ra 23 tác phẩm bánh gừng với nhiều biểu tượng và địa danh nổi tiếng của New York như nhà hát Apollo, sân vận động Yankee và cầu Brooklyn. Họ đã làm việc trong suốt 3.500 giờ, sử dụng hơn 450 kg bột bánh gừng và hơn 45 kg kem đường và kẹo các loại cho những bài thi của mình. Thật tuyệt khi thấy các biểu tượng của New York được làm từ bánh gừng. Tôi đến từ Queens nên rất thích hình ảnh Jackson Heights thu nhỏ. Họ còn là một chiếc taxi nhỏ, trạm dừng tàu điện ngầm, cửa tiệm. Nó thực sự rất đặc biệt. Chung cuộc, nhóm thợ làm bánh nữ Patty Pops đã giành giải nhất của cuộc thi với công trình mang tên 50 năm Hip Hop. Toàn bộ tác phẩm sẽ được trưng bày cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2024. Tối qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza sau nhiều lần trì hoãn trong tuần qua, Mỹ và Nga đã bỏ phiếu trắng. Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, không có phiếu chống, kêu gọi các bước khẩn cấp để ngay lập tức cho phép thêm viện trợ, trả tự do cho tất cả các con tin và tạo điều kiện để chấm dứt chiến sự một cách bền vững. Cụ thể, nghị quyết kêu gọi các hành lang và điểm tạm dừng nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp dải Gaza trong đủ 6 ngày để cho phép tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc tăng tốc ngay lập tức việc chuyển hàng viện trợ cho dân thường đang gặp khó khăn ở dải Gaza, nhưng không có lời kêu gọi ban đầu về việc đình chỉ khẩn cấp hành động thù địch giữa Hamas và Israel. Khoảng 21 giờ 15 phút tối qua, hỏa hoạn xuất phát tại một cửa hàng gà rán nằm ở tầng trệt bên trong siêu thị Lotte Mart nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Người dân hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Khi phát hiện cháy, các nhân viên cửa hàng cùng lực lượng bảo vệ huy động bình chữa cháy để dập lửa và báo cho cơ quan chức năng. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó, đồng thời rà soát đưa những người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng là một số tài sản hư hỏng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV9 và HTV7. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.